Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Các bạn trẻ ngày hôm nay đã bị buông mình vào trong điện thoại, đã buông mình vào trong việc mà sống ảo. Nhưng mà cảm ơn Chúa vì các bạn tin Chúa, không buông mình vào trong những việc ảo đó mà nhờ ơn Chúa đeo đuổi sự sức dầu của Ngài. Amen. Và chúng ta biết rằng mỗi một người được sinh ra trên đất này, ai trong chúng ta cũng mong muốn mình sớm thành công, ai trong chúng ta cũng muốn mình sớm được phước hạnh, ai cũng muốn mình sớm được Chúa sử dụng, ai cũng muốn mình luôn đi trước đi trước. Nhưng sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với hội thánh chủ điện, sứ điệp đó là có thì giờ của Chúa. Amen. Chúng ta nói người bên cạnh này, thì giờ của Chúa. Thì giờ là của Chúa. Amen. Thì giờ là của Chúa. Cô Hiền sẽ lên đây đọc lời của Chúa cho chúng ta trong Giăng đoạn thứ 2 từ câu 1 cho đến câu số 14. Chúng ta mời cô Hiền. Dạ. Xin kính chào thánh. Chúng ta cùng nhau đứng lên để chúng ta đọc lời của Đức Chúa Trời được chép trong sách Giăng đoạn thứ 2. Cách 3 ngày sau, có đám cưới tại thành Cana trong xứ Galilee, và mẹ của Đức Chúa Giêsu có tại đó. Đức Chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám với môn đồ Ngài. Vừa khi thiếu rượu, mẹ của Đức Chúa Giêsu nói với Ngài rằng người ta không có rượu nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hỏi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến." Mẹ Ngài nói với những người hầu bàn rằng: "Người biểu chi hãy vâng theo cả." Và tại đó có 6 cái chế đá định dùng về sự rửa sạch cho người Giuđa, mỗi cái chứa 2-3 lường nước. Đức Chúa Giêsu biểu họ rằng hãy đổ nước đầy những chế này, thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: "Bấy giờ hãy múc đi, đem cho kẻ coi tiệc." Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc ném nước đã biến thành rượu, và người không biết rượu này đến bãi đâu. Còn những kẻ hầu bàn có múc nước thì biết rõ, bèn gọi chàng rể mà nói rằng: "Mọi người đều đãi rượu ngon trước, sau khi người ta uống nhiều rồi thì kế đến rượu vừa, còn ngươi lại giữ rượu ngon cho đến bây giờ." Ấy là tại Cana trong xứ Galilee mà Đức Chúa Giêsu làm phép lạ thứ nhất và bày tỏ sự vinh hiển của mình. Như vậy môn đồ bèn tin Ngài. Sau việc đó, Ngài với mẹ, anh em và các môn đồ Ngài đều xuống thành Capernaum và chỉ ở tại đó ít ngày thôi. Amen. Chúng ta đọc lại câu số 4. Chúng ta đọc lại câu số 4 chung nha. Chúng ta đọc lại câu số 4. Chúng ta khởi sự. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì cả? Giờ ta chưa đến." Chúng ta cùng đọc một lần nữa. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Hỡi đàn bà kia, ta với người có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến." Chúng ta hãy nhìn người bên cạnh đó là giờ Chúa chưa đến. Hãy nói người bên cạnh là thì giờ là của Chúa. Amen. Chúng ta vỗ tay gọi ngay ngài. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin chúng ta cùng ngồi. Trong phong độ cái tán trong Giăng đoạn thứ 2 này, đây là kẻ công việc mà phép lạ đầu tiên mà Đức Chúa Giêsu thực hiện. Và chúng ta biết rằng tại nơi đây thì có 2 bạn trẻ tổ chức đám cưới, mà 2 bạn trẻ này rất là khôn ngoan mời Chúa dự trong tiệc cưới của mình. Họ thánh sau chúng ta đang hướng đến giới trẻ đúng không quý vị? Họ thánh sau chúng ta đang thu ngoan cho giới trẻ đúng không quý vị? Và sáng hôm nay sứ điệp này có thể dành cho các bạn trẻ, hãy họp nơi cặp đôi này đã mời Chúa ngự trong tiệc cưới của mình. Amen. Hãy mời Chúa dự trong tất cả những chương trình kế hoạch của mình. Amen. Hãy mời Chúa làm chủ trong tất cả những hôn nhân cuộc sống của mình. Amen. Hãy mời Chúa làm chủ trong công ăn việc làm của mình. Chắc chắn bạn sẽ kinh nghiệm được phép lạ. Bao nhiêu người muốn kinh nghiệm được phép lạ của Chúa? Amen. Rồi bây giờ thả tay xuống nè. Bao nhiêu người muốn kinh nghiệm sự chu cấp từ nơi Ngài? Có một số người muốn, có một số người không muốn. Giờ không giờ tay. Tôi hỏi lại, bao nhiêu người muốn kinh nghiệm sự chu cấp từ nơi Ngài? Amen.
vẫn còn phước viên không cần, không giơ tay đụng phước viên con không cần đâu, ba phú của mẹ trang cho con đủ rồi ha, được không? Nhưng mà tôi khích lệ tất cả các bạn, mỗi người trong chúng ta hãy cần đến Chúa. Amen. Hãy nói người bên cạnh, giàu cỡ nào cũng phải cần đến Chúa. Câu này dành cho các bạn trẻ nè, không cỡ nào cũng phải nhờ đến Chúa. Lấy cái tay hát người bên cạnh này, giỏi cỡ nào cũng phải nhờ kẻ đến Chúa. Giỏi cỡ nào phải nhờ kẻ đến Chúa nha con. Và cặp đôi này đã mời Đức Chúa Giêsu làm chủ cái hôn lễ của mình, mời Chúa Giêsu ngự trong cái hôn lễ của mình. Đây là việc đầy dẫy sự khôn ngoan. Nhiều người ngày hôm nay ỷ vào cái sự khôn ngoan, ỷ vào cái kinh nghiệm, ỷ vào sự giàu có, ỷ vào tài năng của mình và để Chúa qua một bên, vô cùng nguy hiểm các bạn. Một ngày kia thì có một người mẹ kia thương con mình lắm. Mẹ mà ai không thương con, thương con mình lắm. Nhưng mà thấy đứa con đi chơi ban đêm mà đi chơi với một số bạn không tốt được nữa, thì mẹ, người mẹ rất là bất an. Mẹ thấy đứa con đi chơi, nó chắc trên xe mà nó đem theo rượu, nó đem theo đồ, nó đi chơi ban đêm. Người mẹ mới chạy ra với hai dòng nước mắt, nói con gái mình, con ơi, con đi giờ này nguy hiểm quá. Rồi thôi, nhưng mà nó đã quyết định nó đi rồi, thì người mẹ mới nói với con là thôi lỡ đi như vậy á thì con phải mời Chúa đi cùng với con. Nó kéo cửa sổ xuống, nó kéo kiến xe xuống, nó nói gì? Ở trên xe là không còn có chỗ cho Chúa Giêsu nữa, chỉ còn cái cốt là sao á, nó trống thôi. Chú muốn thì chú đi, thì chú ngồi cốt thì sao á. Nó kêu ngạo, nó hống á, nó khoe khoang, nó ý nó tài giỏi, nó ý nó có kinh nghiệm, nó ý nó có xe, nó ý nó có tiền. Và đêm như vậy, quả thật trong đêm đó, trong sự say xỉn, nó đã bị tai nạn mà tất cả đứa trẻ đều chết hết trên xe cháy hết, mà nguyên cái cốt xe còn y nguyên. Tại vì nó để cho cái chỗ cái cốt cho chú thôi, còn cái kia là nó bỏ hết. Qua điều này, tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta là con cái của Chúa, trong mọi việc chúng ta hãy nhờ cậy nơi Ngài. Amen. Chớ khôn ngoan theo mắt mình, nhưng mà là sao? Hãy kính sợ sự tôn trọng. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Amen. Hãy nói người bên cạnh, phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài. Hãy nói đi, phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài. Amen. Amen. Good, good God. Phàm trong các việc làm của con khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy được rằng bất cứ một con người nào mà nhờ cậy nơi Chúa, để lòng tin cậy nơi Chúa, Chúa đều ban ơn và giúp đỡ. Amen. Cái việc đầu tiên tôi đã nói cái việc đó là việc nhờ cậy Chúa trong mọi lĩnh vực trên cuộc đời của chúng ta. Amen. Từ cuộc sống cho đến công ăn việc làm, cho đến gia đình, cho đến có thể kết hôn với ai và lập gia đình với ai và làm cái việc gì ở đâu. Tôi khích lệ tất cả các bạn hãy nhờ cậy nơi Chúa để Ngài hướng dẫn cuộc đời của các bạn. Hỡi những người lớn tuổi tại đây, tôi cũng cầu nguyện cho quý vị đừng thúc ép con mình. Đừng giống như Mary tại đây. Mary thấy người ta thiếu rượu, Mary thấy người ta không còn nước để uống, thì Mary thúc ép Đức Chúa Giêsu. Nhưng Chúa Giêsu ngày muốn nói với người đó là gì? Giờ ta chưa đến. Tôi muốn tất cả những người phụ huynh đang có mặt ở đây, việc nhờ cậy nơi Chúa là việc đúng, việc trông cậy nơi Chúa là việc đúng. Nhưng mà chúng ta biết rằng thì giờ là của Chúa chứ không phải là thì giờ của chúng ta. Amen. 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 Nhiều người muốn con tôi phải lập gia đình với người nước kia kìa, hay là tôi phải làm xuôi với người nọ kìa. Chúng ta cứ mong muốn mà đôi lúc chúng ta không cẩn thận, chúng ta đi trước y Chúa rồi chúng ta sẽ bị giáp phạm. Amen. Nhưng nếu chúng ta biết cầu nguyện nhờ cậy Chúa, hãy nói người bên cạnh, Chúa luôn luôn tốt lành. Amen. Chúa luôn luôn tốt lành.
Amen. Có anh kia anh nói là con của anh á, nó không chịu đi học. Anh mới nói mày đi học không? Không, tao không đi học, thích đâu. Mày không đi học tao cưới vợ cho mày. Ông ơi, con không muốn cưới vợ đâu, mới cho con đi học đi. Anh nghe tới chuyện cưới vợ anh sẵn hồ, cho nên anh hỏi giáp cho đến ngày hôm nay chưa làm gia đình. Cho nên thì anh muốn nhắn nhủ mọi người rằng chúng ta thêm một lần đây gì, cha mẹ đừng có cưới vợ cho con sớm quá. Đừng có hù nó cưới vợ cho nó sớm quá, nó sợ nó tụt luôn bây giờ. Cho nên hãy nhờ ơn Chúa đúng thời điểm. Amen. Đúng thời điểm. Cái gì con người ta cũng nôn hết, mong lắm. Tôi thấy rằng những người nào mà cố gắng mà vượt đèn đỏ, cố gắng lại lại đi trước, lại thường thường là những người đi về xa. Tôi đố quý vị biết sao về sao không? Thì quý vị đã biết rồi. Và quý vị biết rằng vừa rồi có anh chàng kia, anh chàng xe tải, ảnh buổi trưa ảnh mệt, ảnh nằm ảnh ngủ, ảnh ngủ một giấc xong ảnh dậy ảnh cầm chiếc xe ảnh chạy, thay vì ảnh xe tải ảnh chạy cái đường của xe tải, cái đường này là ảnh nôn, ảnh muốn vượt qua đèn đỏ, ảnh bước vào đường của xe máy và ảnh cán một cái hai mẹ con của người kia chết tại chỗ. Chúng ta biết câu chuyện đó mà rất là đau thương, vì nôn một chút mà đã giết hai mẹ con người kia một cách thê thảm. Ông chồng khóc trong nước nở vì vợ và con của mình mới 6 tuổi không còn trên mặt đất này nữa. Cho nên chúng ta biết rằng đôi lúc chúng ta chậm một chút mà lại phước hạnh đời đời. Amen. Tôi nói các bạn trẻ tại đây là gì? Thà chúng ta lập gia đình trễ một chút mà phước. Amen. Còn hơn nôn nóng quá coi chừng là hối hận cả một đời. Một sư có thể nhắn với các con thêm một lần nữa là gì? Hôn nhân là điều cực kỳ quan trọng. Hôn nhân nó quyết định rất là lớn trên cuộc đời của các bạn. Nếu các bạn lập gia đình với một người đúng trong ý muốn của Chúa, các bạn sẽ thấy là các bạn sống ở đất như sống ở trời, như là thiên đàng. Cho nên quý vị thấy cô Hiền cô cười hoài là vậy đó. Còn nếu mà các bạn lập gia đình mà không đúng ý Chúa đó, các bạn sẽ khóc ngày, khóc đêm, không đủ, khóc thêm buổi trưa, khóc buổi tối nữa, người ta khóc buổi tối nữa, rồi tranh thủ khóc thêm chủ nhật nữa, tại vì chủ nhật ông đâu có cho đi vốn đâu, rắc rối vô cùng. Cho nên các bạn ơi, việc lập gia đình cũng phải nằm trong ý muốn của Chúa. Tại nơi đây thì trong một buổi tiệc, bỗng nhiên buổi tiệc diễn ra, thì Đức Chúa Giêsu được mời tới buổi tiệc đó. Và đã khi buổi tiệc như vậy thì nửa chừng nước rượu nó hết đi. Một cái sự thiếu thốn. Nói chung là con người dù cái chuẩn bị chu đáo cỡ nào, nhưng mà thường trong buổi tiệc người ta đã làm. Trong buổi tiệc chúng tôi có những cái chuyện cũng cố gắng hết sức, nhưng mà không thể nào hoàn hảo hết được. Nên có những cái việc sai sót, xin quý khách nhượng lòng tha thứ. Và tại đây là họ đã chuẩn bị nhiều mà nước vẫn bị thiếu, nước uống vẫn bị thiếu, rượu vẫn bị thiếu. Và kế giải pháp là gì? Mary muốn Chúa Giêsu thực hiện ngay, nhưng mà Chúa Giêsu ngài muốn nói là giờ ta chưa đến. Amen. Chúa Giêsu ngài muốn làm việc gì cho ai, ngài muốn giúp gì cho ai cũng nằm trong chương trình, trong ý định và trong thời điểm của ngài. Amen. Amen quý vị. Amen. Trong thời điểm của ngài, tôi nói chị em rằng Chúa luôn luôn có thời điểm của ngài. Một ngày kia thì tôi suy gẫm về câu chuyện của ông Mạc Đô Chê. Bao nhiêu người biết câu chuyện ông Mạc Đô Chê? Ông Mạc Đô Chê là cậu ruột của ai? ST. Và ông Mạc Đô Chê, ông có công trạng gì quý vị nhớ không? Dạ, cứu vua. À, có hai quan quan tìm cách làm sao? Giết ông vua. Mà ông Mạc Đô Chê, ông phát hiện được điều đó. Ông báo nhà vua. Và người ta giải quyết được. Và nhà vua được sống. Và sau cái vụ đó, người ta có thử ông Mạc Đô Chê cái gì không? Không. Đôi lúc tôi và anh chị em giúp đỡ cho ai một vấn đề gì đó, đôi lúc tôi và anh chị em hầu vì Chúa trong lĩnh vực nào đó, đôi lúc tôi và anh chị em làm một việc tốt nào đó, nhưng mà người ta lại quên ơn. Hãy nói người bên cạnh, người quên ơn mà Chúa không quên ơn. Ai nói người bên cạnh? Người quên ơn mà Chúa không quên ơn. Nếu có cơ hội để cứu ông vua thêm một lần nữa thì Mạc Đô Chê cũng nên cứu nữa. Amen. Người quên nhưng mà Chúa không quên. Nếu mà người ta
nhớ ơn ngay lúc đó thì mặt đôi chê sẽ được thưởng gì? Chút đỉnh. Dạ. Rồi sao? Nhưng không, Chúa giữ cái món quà đó lại. Amen. Chúa giữ món quà đó lại cho đến khi mà coi như là mặt đôi chê và cả dân Giu-đa đang đối diện với chỗ mà tuyệt vong chết chóc để làm, thì Chúa khiến ông vua ngủ không được. Mở sự ký ra đọc, không đọc chỗ nào mà đọc ngay chỗ là mặt đôi chê có một công trạng cứu vua thoát khỏi chết. Vua muốn kêu gọi hỏi mọi người rằng trong công trạng tốt lành như vậy, người ta đã thưởng cho mặt đôi chê cái gì chưa? Chưa. Người ta nói chưa. Nói với người bên cạnh chưa chứ phải là không. Chưa chứ phải là không. Chưa lên xe hoa chứ phải là không. Chưa có nhà chứ phải là không. Chưa phát thánh, chưa phát triển chứ phải là không. Amen. Chưa chứ không phải là không. Amen. Chúng ta hãy nói là chưa chứ phải là không, Chúa ơi. Amen. Bao nhiêu người tin rằng khi chúng ta làm việc hết lòng của Chúa, Chúa có phần thưởng cho chúng ta. Amen. Nhưng mà con chê lại không được trong lúc đó. Vì sao? Vì Chúa muốn đúng thời điểm. Hãy lắc vai người bên cạnh đó, đúng thời điểm Chúa sẽ thưởng cho bạn. Đúng thời điểm Chúa sẽ thưởng cho bạn. Đúng thời điểm bạn sẽ lên xung quanh. Amen. 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 À, đúng thời điểm bạn sẽ qua Việt Nam. Amen. À, đúng thời điểm, đúng thời điểm bạn sẽ tăng gia. Amen. Đừng mấy người amen này à. Hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Chúa. Đến kỳ tội nghiệp, đến thời điểm của Ngài, Ngài sẽ nhắc anh chị em. Amen. Từng công việc chúng ta dâng hiến, từng công việc chúng ta cứu người, từ công việc chúng ta cầu nguyện, từ công việc chúng ta giúp đỡ người ta, anh chị em ơi, người có thể quên nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ quên. Amen. Đến thời điểm Chúa khiến ông vua ngủ không được, làm gì? Đã thức dậy, đọc sử ký, đọc ngay chỗ đó, thì ngay lúc đó là gì? Ông vua ổng thưởng đậm cho mặt đồ chê, đeo chiếc nhẫn của vua, đồ khuyên mão của vua, mặc lông bào của vua, cởi ngựa của vua, và được chính anh Haman là tên ghen ghét, tên nói xấu, tên tìm các hại, sẽ là người dắt con ngựa dẫn đi và hô rằng người này được vua tôn trọng. Chúng ta vỗ tay ngợi khen Ngài. Trong thời điểm của Ngài có thể có một số việc nào đó tôi và anh chị em muốn nhanh gọn lẹ làm trước, nhưng mà tôi nói anh chị em à, cái gì mà mì ăn liền nhanh gọn lẹ nó qua cũng rất là lẹ, đúng không? Những bài hát nào mà coi như là ra một bài hát thì người ta hát được một vài buổi người ta quên nó tiêu. Nhưng mà quý vị thấy những bài hát kể cả trong Chúa, những bài thánh ca hoặc là những bài hát ở ngoài đời này, những bài hát nào mà người ta ăn nằm và suy nghĩ và người ta đầu tư hết vào đó, bài hát đó không mòn, không quên, không cũ và không lỗi thời theo thời gian và năm tháng. Những cái bài thánh ca hồn ngợi khen Chúa, đúng không chị em? Khi xem môn vật đó mà, những cái bài thánh ca mà phải là tâm linh tôi yên ninh thay, hồn tôi ngay bình an thay, bình an thay, nó xuất phát từ một tấm lòng. Bao nhiêu thế kỷ rồi người ta vẫn tôn vinh Chúa trong sự sống đạo và phước hạnh, anh chị em. Cái gì mà mì ăn liền á, nó lẹ lắm. Gặp nhau cái bốn mắt nhìn nhau đầy xúc động, rồi cái ngày mai cưới chúng ta hãy tổ chức một đám cưới thật linh đình rồi ra tòa một cách lặng lẽ. Anh chị em hãy nhờ ơn Chúa, thương nhau và thương thật lòng đi. Anh chị em, tôi nói với tất cả các bạn trẻ, người đời ấy suối mình là quen nhiều rồi, yêu cô này không được, yêu cô kia, yêu anh này không được, yêu anh nọ, yêu có người này rồi yêu siêu cô nữa, một còn là bắt cá tay ba đó. Tôi nói anh chị em là mình gieo cái gì mình gặt cái đó, khổ lắm. Tôi cảm ơn Chúa chúng tôi chỉ biết nhau và yêu nhau, cưới nhau xong tới giờ phước dễ sợ. Amen. Amen anh chị em. Tôi cũng mong muốn mọi người trong chúng ta, nhiều các bạn trẻ hãy biết được rằng là cuộc sống này nó ngắn ngủi lắm. Và tại sao nhiều người vẫn ngủ không được? Tại sao nhiều người vẫn đau đớn? Tại sao nhiều người vẫn mau già? Tại sao nhiều người vẫn bị đau tim chết chóc? Vì hôn nhân nó lủng củng. Cho nên
chúng ta sẽ thấy là phần thưởng chưa đến chứ không phải là không đến. Amen. Quà chưa đến chứ không phải là không đến. Amen. Chủ nhật vừa rồi tôi có chia sẻ ở trên hội thánh GD, và tôi trong lúc tôi cầu nguyện suy gẫm thì Chúa cho tôi lại biết cái câu chuyện của ông Joseph thêm một lần nữa. Lý do tại sao mà ông Joseph ông thay đổi áo liên tục như vậy, từ một chiếc áo của em bé, rồi sau đó mặc một chiếc áo của cha thương, một chiếc áo nhiều màu sắc, rồi từ chiếc áo của người cha yêu cha thương, rồi ông lại mặc chiếc áo của tù nhân, mặc một chiếc áo của nô lệ trước, mặc chiếc áo của nô lệ, rồi mặc chiếc áo của người quản gia, rồi sau đó ông lại mặc chiếc áo của tù nhân, và đau đớn vô cùng. Nhưng mà tôi hỏi anh chị rằng, nếu như Joseph mà cứ tiếp tục ở trong nhà cha thì nghề của ông ấy là nghề gì? Chăn chiên. Cả đời ông đều là chăn chiên. Nhưng đôi lúc Chúa cho phép, cái thời giờ của Chúa cho phép, những công việc của Chúa cho phép xảy ra để ông không còn chăn chiên mà ông trở thành người quản gia. Nhưng mà nếu ông thành công hoài trong người quản gia thì cả đời của ông chỉ là quản gia. Chúa bóc ông ra khỏi quản gia, Chúa đưa ông vào đâu? Vô tù. Vô tù. Và quý vị biết rằng trong tù là một nơi đau đớn. Nhưng mà tại nơi đau đớn đó, Đức Chúa Trời có thể biến đau đớn trở thành phước hạnh cho những người tin kính Ngài. Bao nhiêu người buổi sáng phải tin rằng cái thời giờ mà đau đớn nhất của chúng ta, Chúa biến cái thời giờ đó trở thành thời giờ phước hạnh cho chúng ta. Hallelujah. Có thể hơi khó nghe một chút, không thích thú một chút, nhưng tôi nói anh chị em rằng nếu Joseph không chịu ở nơi đó, Joseph chỉ là người chăn chiên mà thôi. Nếu Joseph không chịu ở nơi đó, Joseph chỉ là người quản gia hoài hoài mà thôi. Nhưng mà sao là tôi đang nói vì tôi chia sẻ là thời điểm của Chúa mà. Nhưng mà tại sao Chúa không giải cứu Joseph sớm? Wow. Rồi Chúa đưa cơ hội tới, rồi hai quan quan vô, rồi Joseph giải mộng, hứa rằng tôi và tôi được bình an, tôi sẽ tha cho ông trở về. Nhưng mà biết bao lần ông đã hứa, hứa xong rồi ông lại quên. Tôi đố quý vị rằng lý do tại sao mà khiến cho ông hoàng quan ông quên? Chúa không cho, chưa tới thời, hoặc là Chúa không cho, hoặc là trong ý muốn của Chúa. Nếu như ông hoàng quan ông nhớ, ông tha cho Joseph tiền thì sao? Joseph mừng khấn chạy về thăm cha, đúng không? Chạy về thăm cha, mặc áo tù chạy về thăm cha. Chạy về thăm cha là gì? Tiếp tục phụ cha để chăn chiên, rồi cứ tiếp tục bị ghen ghét, rồi bị nói xấu, rồi cuối cùng trở về một trận chiến trong gia đình. Ông gia cốt ông dặn ông lâu mấy thằng kia ra, ông đập té tu tơ tả, ông đập mấy thằng kia thì mấy thằng kia tìm cách đập lại Joseph. Từ đó anh chị em là năng đề xảy ra lắm. Cho nên Chúa biết cái thời điểm của Ngài, Chúa cho Joseph ở tù thêm một vài năm nữa. Hỡi những người đang có mặt ở đây, lý do tại sao Chúa chưa ban ơn chúc phước, Chúa chưa tiếp cận cách dư dật cho chúng ta, hãy nói người bên cạnh, hãy tiếp tục trung tín chờ đợi giờ của Ngài. Amen. Hãy tiếp tục trung tín chờ đợi giờ của Ngài. Amen. Tại sao Chúa chưa cho bạn lên sư hoa? Hãy tiếp tục trung tín chờ đợi giờ của Ngài. Tại sao Chúa chưa cho bạn tận gia nhà mới? Hãy tiếp tục trung tín chờ đợi giờ của Ngài. Tại sao bạn vẫn chưa được lên đến Đà Lạt để học? Tại vì Chúa có chương trình cho bạn. Amen. Bạn lên đến sớm, các bạn yêu mấy con nhỏ Hà Mông rồi. Có người ở đây trước đây cũng đang hướng dẫn, đang thờ phượng tốt lành lắm, cứ gặp cái em yêu cao nguyên đầy gió, cái rồi cái lên rồi cứ yêu không được cái chết bớt, cứ cảm thấy mặc cảm luôn, bỏ thẳng đi tất tiền. Nhưng mà Chúa không muốn, cho nên Chúa giữ người đó lại, Chúa không cho người đó lên Đà Lạt học, đó là trong chương trình của Chúa. Có thể là bạn đau đớn, có thể là bạn buồn, nhưng mà chương trình của Chúa tốt lành cho bạn. Amen. Wow. Rồi có người cầu nguyện Chúa, con muốn đi Ấn Độ, con muốn qua Ấn Độ, con muốn sống ở Ấn Độ, cái tôi thả đi Ấn Độ chứ qua bệnh cà ri đáng quá. Ấn Độ thôi, bây giờ con cảm thấy sao hơn, tốt hơn Ấn Độ. Nhưng mà rồi thôi, thay vì đi ở bệnh 4 năm, bây giờ tôi đi đi gì tốt hơn.
cho nên chương trình của Chúa vẫn là tốt lành. Amen. Amen. Anh chị em ơi, Chúa có chương trình, Chúa có thời điểm của Ngài. Có thể thời điểm này không đi được, nhưng mà thời điểm khác có thể đi được. Và cảm ơn Chúa, Joseph vẫn chưa được giải cứu ra khỏi tù vì Chúa có chương trình ông ấy. Thả sớm, nó chạy về. Bởi vì nó chạy về tìm cách là nó quay lại đường cũ, đường xưa lối cũ, trở lại cái đường cũ. Nhưng mà Chúa dám nhốt thêm nó vài năm nữa để lột sạch nó. Rồi cuối cùng Chúa làm cho ông vua ăn không được, ngủ không được. Và chính lúc ông vua ăn không được, ngủ không được á, Joseph giải mộng cho ông vua đó. Thì lúc bây giờ ông mới trở thành tể tướng và cứu cả gia đình của ông. Chúng ta vỗ tay nhờ khen Chúa. Chúng ta vỗ cái mặt ở bên cạnh mình. Chúa là tốt lành cho bạn. Chúa là tốt lành cho bạn. Hãy tin cậy nơi Chúa. Hãy tin cậy nơi Chúa. Hãy tin cậy nơi Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Và Mary bảo rằng là người ta thiếu rượu rồi, làm liền đi. Mà nếu làm liền á, Chúa Giêsu làm được không? Được. Mà rồi nó sẽ rắc rối. Nhưng mà Chúa rất là trật tự. Chúa Giêsu nói hiền, bình tĩnh đi. Không quan thể, không quan tâm. Cái chuyện nào, chuyện gì của tôi biết cách tôi làm mà. Đừng có rắc rối. Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa đến. Mà khi giờ của Chúa đã đến rồi, chúng ta không cản được. Mà khi chưa đến giờ của Chúa, chúng ta cố gắng cũng bằng không. Amen. Có những con người á, mình hướng dẫn họ tin Chúa, mình cố gắng mà Chúa chưa muốn á, anh chị em mình cố gắng thế nào cắn cố luôn. Nhưng mà sau khi mà đến thời điểm đó, nó ngoan ơi là ngoan, nó dễ thương ơi là dễ thương. Vì thì giờ của Chúa mà chạm vào rồi á, tôi nói anh chị em là đá cũng trở thành mềm anh chị em. Cảm ơn Đức Chúa Trời, Chúa tuyệt vời lắm. Chúa nói là giờ ta chưa đến, nhưng mà bởi đức tin tôi cầu nguyện công bố rằng giờ của Chúa sẽ đến đúng cho từng cuộc đời nào nhờ cậy nơi Ngài. Những người nào nhờ cậy nơi Chúa, trông đợi nơi Chúa sẽ không thất vọng khi giờ của Chúa đã đỉnh điểm. Amen. Amen anh chị em. Amen. Nhiều người nói ước gì tôi biết Chúa sớm, ước gì tôi tin Chúa sớm. Thì tất như ai cũng muốn vậy, nhưng Chúa biết anh chị em. Amen. Có những người mà thành công sớm á là có chừng phạm tội nha. Có những người thành công sớm phạm tội, có những người đi sai một cái khổ cả đời. Thấy có vẻ là mình ngon người khác, mình đi mình được lên xe hoa, tuổi mới bay còn uống trà sữa, tao là đã hoa hậu rồi, thế rồi cảnh mặn lên thôi lắm, thôi thà đừng làm hoa hậu, làm hoa khôi cũng được rồi ha. Nhưng mà miễn là bình an các anh chị em. Có những cái chúng ta không có được giống như người khác, nhưng miễn là Chúa cho chúng ta bình an là chúng ta hãy bình an anh chị em. Có nhiều người không học để đến ở bằng bổ túc của cấp ba cũng khó, mà cứ xưng là tiến sĩ này thạc sĩ kia, chi vậy anh chị em? Chúng ta không cần phải khoe khoang, chúng ta không cần phải bốc phát và lố bịch, nhưng hãy nhờ ơn Chúa. Chúng ta có sao thì nói vậy. Amen. Trong thời điểm của Chúa luôn luôn là tốt lành. Và cảm ơn Chúa, Chúa nói là giờ ta chưa đến. Nhưng mà tôi cầu nguyện cho mỗi người trong anh chị em hãy nhớ rằng Chúa có thời giờ cho mỗi người. Amen. Chúng ta hãy nói này, Chúa có thời giờ cho mỗi người. Có thể người kia đã tới rồi mà mình chưa tới, cũng có thể người khác tới rồi mà mình chưa tới, mà cũng có thể là mình tới rồi mà người khác chưa tới. Giờ của Chúa là giờ tốt lành anh chị em. Tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta biết được điều đó. Chúng ta nhớ câu chuyện của ông Lazarus không? Bao nhiêu người nhớ ông Lazarus? Ông Lazarus ông bị chết mấy ngày anh chị em? Ông có bao nhiêu người em gái? Hai đứa em gái. Khi mà bị bệnh như vậy á, sai Chúa Giêsu, sai người ta đến mời Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đến liền không? Không. Thất vọng không? Thất vọng ha. Khi mà bình thường thì Chúa Giêsu và các môn đệ đi đâu? Đi ngang qua là sao? Ghé vào nó sơi. Đủ thứ hết. Nhưng bây giờ là có nhu cầu, có năng đề,
mời Chúa đến. Chúa không đến. Anh chị em này, à đúng rồi, đúng rồi, chúng ta thích là thầy Vũ đồng tay, chưa đến chúng ta là không đến. Amen. Chưa đến chúng ta là không đến. Hãy nói người bên cạnh là Chúa chưa đến chúng ta là không đến. Amen. Chưa đến chứ phải là không đến. Họ mời Chúa Giêsu tới mà Chúa Giêsu chưa tới, buồn lắm. Maria với Ma-thê lúc giờ buồn thê thảm lắm, chết lắm đó. Sau khi Chúa Giêsu ở lại 2 ngày rồi đi về thêm 2 ngày là 4 ngày vừa gặp Chúa thì Maria nói rằng nếu như thầy có ở đây thì anh tôi không chết. Chúa Giêsu nói là anh sẽ sống lại. Vâng, con biết là đến ngày Chúa trở lại anh con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói anh sẽ sống. Thường người ta gặp Chúa, người ta cứ tiếc về quá khứ, kể về quá khứ. Hồi đó tao đẹp lắm, biết bao nhiêu người muốn ba của mày, tao biết sao tao lấy ổng. Trên đời nó khổ gì, nó kể là cái chuyện xưa gì, cứ kể chuyện quá khứ. Rồi sao có một số người nào tương lai á, trước sau á, tin Chúa ta sẽ được phước. Mà khi người khác được phước cái kim cao gần đây, nó đồ thế gian là đồ bỏ. Muốn nói rằng á là tôi tin Thánh Chúa, tôi hết lòng tìm kiếm Chúa thì chắc chắn là Chúa sẽ ban phước cho mình, sẽ được thế này thế nọ thế kia. Nhưng mà người khác được giống như vậy thì lại mình chưa được thì mình phán cho đồ bỏ. Thiên đàng là vĩnh cửu, ai không muốn thiên đàng? Yeah. Nhưng anh chị em nên nhớ rằng là trước khi Chúa muốn chúng ta về một thiên đàng vĩnh cửu thì tại đất này Chúa muốn chúng ta hưởng một đời sống phước hạnh chất lượng trong ý muốn của Ngài. Amen. Amen anh chị em. Và cảm ơn Chúa. Thì ngay lúc đó họ mời Chúa Giêsu trở lại. Nhưng mà Chúa Giêsu ở ráng thêm 4 ngày nữa. Thì thường thì gặp một cái thì người ta đẩy Chúa Giêsu về quá khứ, rồi đẩy Chúa Giêsu về tương lai. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là Chúa Giêsu cũng là đấng hiện tại. Amen. Bao nhiêu người trong chúng ta tin rằng Chúa Giêsu quá khứ Ngài tha tội cho chúng ta? Amen. Bao nhiêu người tin vào điều đó? Amen. Bao nhiêu người tin rằng tương lai Chúa sẽ đưa cho chúng ta về thiên đàng? Amen. Nhưng hôm nay tôi muốn hỏi, bao nhiêu người tin rằng tại hiện tại Chúa muốn ban ơn chúc lành cho chúng ta? Amen. Amen. Chúa Giêsu Christ là đấng hôm qua, ngày hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Amen. Amen. Jesus yesterday, today, forever. Amen. Ngài không có thay đổi. Mà người ta cứ nghĩ Chúa Giêsu của quá khứ hoặc Chúa Giêsu của tương lai không à? Tôi tin Chúa, tôi được lên thiên đàng đủ rồi. Tất nhiên. Nhưng mà tại đất này Chúa muốn chúng ta có một đời sống hạnh phúc. Amen. Có cái anh kia thì anh có một vợ, một đứa con xinh xắn, mà đứa con giống y chang ảnh vậy đó, mà nó thương ba nó vô cùng. Nhưng ảnh bảo rằng bây giờ Chúa kêu gọi tôi cho nên tôi đi hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa là điều tốt, nhưng mà phải có trách nhiệm với gia đình chứ anh chị. Cái này anh bỏ vợ anh đi suốt năm này tháng kia. Tôi hỏi lâu nè cái gì không? Lâu lâu ông xẹt gì cái ông lấy tiền ông đi thầy. Ông đi đâu? Ông không đi hầu việc Chúa. Tôi nói hầu việc Chúa có nổi gì vậy? Hầu việc Chúa mà vợ mình để bơ vơ, đêm nằm nhớ nhung trằn trọc, con mình thì buồn thiêu buồn thích, trong ba về mỗi ngày không về, mà về một cái kiếm chuyện một cái lại đi. Hỏi đi đâu? Đi hầu việc Chúa. Chúa Giêsu nói là nếu ngươi không yêu những người ngươi thấy được á thì ngươi không thể nào yêu Đức Chúa Trời ngươi không thấy được. Cho nên đối với hội thánh Sa-lôn, tôi khích lệ quý vị muốn hầu về Chúa thì Chúa muốn chúng ta hãy yêu kẻ lân cận mình trước. Vợ mình đói, con mình khát, mẹ mình rách rưới, mình đi ra mình giúp đỡ người đời, tôi thấy có một gì nó sai sai. Nhiều người cha thì đẩy ra một cái lều ở nơi cái xó hôn rinh nè. Tôi thấy chị Lê Văn kiếm cô tràn cái bọc cái liền, tôi biết là tôi vô con lỗ tôi bụi đi ra. Mà mình thì ở trong nơi sang trọng và nói là hôm nay là tháng 7 rằng chúng ta phải đi chùa rồi đốt vàng mã rồi cúng cho to. Tôi hỏi anh chị cúng chi vậy, đốt vàng mã chi vậy? Cha mẹ mình là người sinh mình ra, nuôi mình lên, dạy mình lên, cho đất đai mình ở, mình không hiểu, mình cứ hiểu đâu đâu á. Tôi nói anh chị em à, có cái gì đó sai sai rồi anh chị em. Amen. 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 Nhưng mà Chúa muốn chúng ta hãy hiếu kính cha mẹ là bằng cách thực tế. Và sau đó Maria và Ma-thê trách Chúa, nhưng mà Chúa biết được cái thời giờ của Ngài. Hãy
hãy lắc vai người bên cạnh Chúa, biết thì giờ của Ngài, bạn đừng có trách lung tung. Chúa biết thì giờ của Ngài, bạn đừng có trách lung tung. Nói rõ người bên cạnh là Chúa biết thì giờ của Ngài, bạn đừng có trách móc lung tung. Hãy nói đi, Chúa biết thì giờ của Ngài, bạn đừng trách móc lung tung. Chúa ơi, tại sao không vậy? Tại sao con không được lên Đà Lạt? Tại sao cái chuyện nó kêu của Chúa có ai biết được? Con đã có cầu nguyện, Chúa vừa có cầu nguyện rồi, có tin vào Chúa, tin rồi thì chuyện xảy ra, con phải cảm ơn Chúa. Amen. Quý vị còn nhớ cái vụ tôi đấu xe không? Nó thật anh chị em. Tại sao con cầu nguyện, Chúa ơi, Chúa cho con mệt rồi, mấy ngày con làm việc quá mệt rồi, bây giờ con xuống Chúa cho con chiếc xe tốt, gặp xe tốt không được đi, mà lại mình đi một chiếc xe cũ, xe xấu. Nhưng mà nếu mà làm xe tốt là đi luôn rồi, đúng không? Rớt hố không còn mạng nữa. Mới vừa rồi ở tại Brazil có 6, tổng cộng là 65 người mua vé máy bay đi trong chiếc máy bay đó, mà cuối cùng thì máy bay đó bị hỏng động cơ, sao nó rớt xuống chết 61 người. Một số người đó là 65, người đó 63, nhưng mà thực tế người ta tìm được có 61 các bạn. Tại sao vậy? Tìm được mấy người kia đâu? Thì phát hiện được là có 3-4 người đi mà lộn cổng. Đi lộn cổng, bị trễ, không được đi chuyến máy bay đó. Ngồi sân bay khóc, Chúa ơi, con cầu nguyện Chúa cho con đi kịp giờ, đúng máy bay. Và tại sao bây giờ con biết đường, con đi lạc đường? Người khác ngon ngồi điện thoại, tao lên máy bay rồi, tao đi trước nha, máy bay đồ nhà quê không biết đường đi, tụi bay cả đời ở đất tao gì tỉnh ha. Thế rồi cuối cùng ở đó, cuối cùng máy bay rớt xuống, 60 mấy mạng tan tành hết, còn mấy người đi lạc lại còn sống. Tôi đang kể câu chuyện thật hết trơn anh chị em. Cho nên chúng ta biết rằng đôi lúc chúng ta bị sai một chút, nhưng mà nằm trong ý muốn của Chúa vẫn là tốt lành. Không ai vỗ tay đầy đủ. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa trong một hoàn cảnh. Đôi lúc chúng ta có thể chưa đạt được, nhưng mà chúng ta biết rằng nằm trong chương trình của Chúa, chúng ta phải chấp nhận ý muốn của Chúa. Chúa ở lại thêm mấy ngày nữa? 2 ngày. Rồi Lazarus chết nó nhảy? 4 ngày. Thay vì trách móc, thì bây giờ họ đã kinh nghiệm rằng Chúa không những muốn cho họ biết kinh nghiệm, Chúa là đấng chữa lành, nhưng mà Chúa còn muốn cho họ kinh nghiệm Ngài là đấng khiến kẻ chết sống lại nữa kìa. Câu chuyện của Lazarus đã trải qua bao nhiêu ngàn năm mà người ta vẫn nhắc về câu chuyện này. Anh chị em ơi, đôi lúc có một sự việc gì nó xảy ra để cho tôi và anh chị em được ghi vào sự ký của Chúa. Những sự việc xảy ra mình không mong muốn chút nào cả, nhưng sau đó mình nghiệm lại, mình mới thấy rằng Chúa là đấng đúng, con mà sai. Chúa luôn luôn đúng, con sai. Con suy nghĩ về Chúa, nhiều lúc con giận, con nói Chúa không tốt lành, Chúa thế này thế kia, nhưng hãy tin một điều rằng Chúa luôn luôn đúng và chúng ta sai. Nghe tới đây một số người tôi đúng mà Chúa sai. Sai. Nhưng anh chị em hãy tin vào điều đó. Cảm ơn Chúa. Bây giờ quý vị nghe tôi kể chuyện thiệt không? Một ngày kia tôi cũng đi hầu Chúa. Học về Chúa xong xuôi thì học về Chúa xong thì cũng học về hôn nhân gia đình. Thì ông mục sư Trần Thái Sơn khích lệ là các em muốn học về Chúa tốt, các em phải lập gia đình. Cái tôi cũng bắt đầu tôi muốn lập gia đình. Tôi về cái tôi thấy có cái cô kia, cái tôi chết mắt này. Họ nói tôi ở nhà cô mười biết nha. Cái tôi mua bó hoa, tôi bó hoa, các tôi muốn gặp người đó. Cái tôi tới, tôi tặng bó hoa, họ không tặng, họ không lấy. Họ nói là ông nghèo quá. Có nghèo quá, tại vì xe đạp không có đi nên mượn xe đạp, rồi đi về bất an vô cùng, buồn. Có cái đồng hồ ai cho đó, đi tự nhiên đi dọc đường mà đồng hồ đứt ra luôn, cái gì có lạ, đồng hồ tự nhiên mà đứt cái dây luôn. Giờ ta chưa đến. Amen. Giờ ta chưa đến, thất vọng buồn thiệt, cảm thấy thế giới mà mình nghèo, mình xấu, mình không có tiền, mình không có việc làm, mình không có nhà, không có gì hết, cho nên người ta chê mình cũng phải rồi.
nhưng mà cảm ơn Chúa. Sau này cũng là con cảm ơn Chúa. Nếu mà người đó chịu con, bây giờ con tiêu rồi. Con tiêu rồi. Dạ. Bước đi người đó bây giờ nghe thầy dọn. Ờ. Có thể nghe, có thể nghe. Nhi ơi, đáng đời Nhi chưa? Cho nên có những cái chuyện mà người ta đưa lên á, bây giờ là chủ á, tiệm về hải sản thế rồi á, là nó tâm linh lắm. Cho nên mỗi một người trong chúng ta biết rằng đôi lúc có những cái mà chúng ta không được đối với chúng ta, nhưng mà vẫn là tốt lành khi Chúa có chương trình trên đời mình. Amen. Bây giờ tôi muốn hỏi thật vậy, mọi người trong cái mặt này nè, bao nhiêu người tin chắc rằng Chúa có chương trình tuyệt hảo trên đời sống của mình? Amen. Chúa có. Và cảm ơn Chúa. Chúa bảo là giờ ta chưa đến. Amen. Chúng ta đọc trong câu số 5 là 2-3. Mẹ Ngài nói với những kẻ hầu bàn rằng: người biểu chi hãy vâng theo ta. Đức Chúa Giêsu Ngài muốn thấy những tấm lòng giống như thế này. Amen. Người biểu chi hãy vâng theo cả. Amen. Hãy nói người bên cạnh đầu phục vô điều kiện. Đầu phục vô điều kiện. Mặc dù cái điều đó không đúng cho chúng ta, không thích cho chúng ta, làm đôi lúc là bị rầy đó, bị tổn thương. Mary mới bị rầy này, đúng không? Mới bị rầy mà lúc đó mình có đâu giận thằng này, muốn xảy ra thì muốn nhờ chút xíu chuyện, nó quạo mình rồi, thối cái đền bạc kia, ta có hơn cái sự gì giờ chờ là chưa đến quạo liền. Nhưng mà Mary rất là người, ai người bị chi hãy vâng theo cả. Amen. Không quạo. Amen. Hãy nói người bên cạnh, đó là đối tượng để nhận được phước. Đó là đối tượng, đừng có quạo. Nhiều lúc Chúa dùng với người khác rầy mình, nhưng đừng có quạo. Đừng có giận. Lúc bao giờ mình đùng đùng đứng lên, giận tức thật bỏ về ha. Thầy có kinh nghiệm được phép bảo anh chị em. Còn thánh này kỳ cục, bỏ thánh này đi. Thì Chúa muốn thì không kinh nghiệm được phép làm. Cho nên Chúa muốn mọi người cho chúng ta đừng có giận, đừng có quạo. Như người biểu chi hãy vâng theo cả. Vâng lời phép lạ xảy ra, phép lạ xảy ra vì ta vâng lời. Và tại nơi đó có cái sáu cái chế đá được về nước rửa sạch này kia, người ta đổ đầy vào đó. Và chúng ta thấy câu số 7 là gì? Đức Chúa Giêsu bảo họ rằng hãy múc nước đổ đầy những chế này. Thằng thắng mở cái số 7 thì ngay lập tức họ đổ đầy vào thì sao? Ngài phán rằng bây giờ hãy múc đi, đem cho kẻ có tiệc. Họ bèn đem đi, lúc kẻ có tiệc nếm nước là đã biến thành rượu rồi anh chị. Có những cái nan đề, có những cái nhu cầu, có những cái sự việc mà chúng ta vâng lời Chúa, mình thấy là không thể nào xảy ra, nhưng nếu mình đơn sơ mình tin cậy cái Chúa, Chúa làm phép lạ. Amen. Amen. Chúa làm phép lạ khi chúng ta vâng lời Chúa. Có những cái Chúa biểu mà thấy khó nghe lắm. Chàng ơi, Chúa nước này nó chưng, bây giờ Chúa biểu đem cho người ta uống tiền, còn Chúa tưởng mà người này dở à, họ khâu lắm á, họ là dân nhõng thiệt mà, họ biết rượu nào là rượu nho, nho loại một, nho loại hai, ngâm bao nhiêu năm, bao nhiêu nước, họ đành tắt thành tắt. Mà bây giờ Chúa biểu con đem nước lạnh đi đãi khách, mặt mũi đầu coi Chúa, đúng không? Nếu mà lý lẽ, lý luận, thắc mắc thì nhiều điều lắm. Nhưng mà tại đây Chúa muốn gì? Vâng lời. Hãy nói người bên cạnh đừng thét mép, hãy vâng lời đi. Đừng thét mép, hãy vâng lời. Hãy vâng lời. Đừng có thắc mắc. Amen không? Sau này con sẽ hiểu. Sau này con sẽ hiểu nữa. Đừng có thắc mắc. Hãy vâng lời. Đôi lúc không được nữa, đỡ. Có nhiều thứ mà sau này cũng biết được. Nặng nề. Cho nên nhờ ơn Chúa, Chúa muốn chúng ta đừng thắc mắc, hãy vâng lời. Vậy vâng lời Chúa. Chúa là đấng toàn năng, Chúa là đấng toàn tri, Chúa là đấng thành tín, Chúa là đấng quyền năng. Và bởi đức tin ở trong danh Chúa Giêsu, tôi ra lệnh cho những cái sự mà đau đớn tổn thương lui ra khỏi thánh của Đức Chúa Trời. Nhân danh Chúa Giêsu Christ, tôi cầu nguyện cho mỗi người chúng ta đang có mặt tại đây là những con người trung tín, trung thành, kiên nhẫn và nhịn nhục chờ đợi ý muốn của Chúa được nơi trên mặt đời của chúng ta. Và nhân danh Chúa Giêsu Christ, tôi công bố rằng chương trình tốt lành hoàn hảo của Chúa sẽ được thực hiện cho những người nào vâng lời ý muốn của Ngài. Và trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi công bố rằng Chúa không chậm trễ như mấy người kia tưởng đâu. Ngài không chậm trễ đâu. Ngài có thì giờ, Ngài có thời điểm, Ngài có kế hoạch của Ngài trên từng người trong chúng ta. Amen. Thế gian này cũng nằm trong tay của Chúa.
trong phía đó Chúa nói rất là rõ về gì? Ô, người ta diễu cợt, người ta nói rằng là nào ngày Chúa đến ở đâu, rồi từ khi trời sáng thế cho đến bây giờ trời đất vẫn còn y nguyên. Nhưng mà phía đó là người ta có ý quên lưỡng rằng trước mặt Chúa 1000 năm như là 1 ngày. Amen. 1 ngày như 1000 năm, Chúa không chậm trễ đâu. Thế gian bây giờ sẽ để dành cho lửa, lửa sẽ đốt cháy nó trong ngày hoạn nạn. Thế gian mọi công trình sẽ bị tiêu tan hết, nhưng ai làm theo ý muốn Đức Chúa Trời sẽ còn đến đời đời. Quý vị, quý vị hãy cảm ơn Chúa đi. Có thể quý vị không đạt được, quý vị chưa trở thành người tỷ phú, quý vị chưa trở thành một sale này sale kia, quý vị chưa phải là giám đốc này giám đốc nọ, nhưng hãy biết ơn Chúa vì mình vẫn còn có đức tin đơn sơ với Đức Chúa Trời. Tôi nói anh chị em, thà chúng ta chỉ là một người công nhân bình thường mà chúng ta có lòng tin kính Chúa, có gia đình hạnh phúc còn sướng hơn là cả một giám đốc lớn lao chuẩn bị vô tù. Amen anh chị em. Thà anh chị em có thể không có nhiều tiền nhiều bạc giống như bao nhiêu người này nọ, nhưng anh chị em có đồng tiền để đem dự phần trong hầu về Chúa. Anh chị em vẫn còn đấu tái để nghe, anh chị em vẫn còn đấu chương để đi, và anh chị em vẫn còn có cái cảm nhận được trong hồ thánh, thì anh chị em đã là được phước hơn biết bao nhiêu người khác rồi. Đừng bao giờ cảm thấy khó chịu, bực bội, mệt mỏi về chương trình của Chúa, khó chịu trên đời sống chúng ta. Nhưng Chúa rèn chúng ta như rèn bạc, thử như là thử vàng này. Cho nên mỗi người trong chúng ta hãy nhờ ơn Chúa, chấp nhận để đường lối của Chúa được thực hiện trên đời sống của mình. Amen. Và cảm ơn Chúa, họ đem nước ra, nước bây giờ đã biến thành rượu ngon rồi. Amen. Cảm ơn Chúa. Câu số 9, lúc kẻ coi tiền nếm nước đã biến thành rượu, và người ta không biết rượu đến từ đâu. Người ta thì không biết, mà kẻ có tiền thì biết. Amen. Yeah. Nhiều người không biết, mà ta nói, có người hỏi gì, họ thích salon là tiền đâu mà cứ mỗi sáng chủ nhật vốn là cứ ăn mày. Có đại gia nào trong này không? Ta nói bây giờ không biết đại gia nào ra. Mỗi tuần Chúa cho một đại gia khác nhau. Amen. 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 Alleluia. Alleluia. Mỗi tuần Chúa cho. Chỉ còn tôi đi đến tên của bà đầu của Quý Duyên. Thì anh Thư Hải, anh em cột chèo của tôi, anh ơi, vừa bây giờ tôi hỏi vừa về nè, cái hội thánh Salom á, tiền đâu mà giàu dữ vậy? Hỏi giàu sao? Tôi thấy tôi đi truyền giáo ngoài, mà hội thánh ở đây á, là thành lập lâu rồi, muốn đi truyền giáo là phải cầu nguyện biết bao lâu mới có tiền đi. Còn hội thánh Salom đi ngoài luôn, mà thấy còn làm việc từ thiện nữa, cho người ta gạo, cho người ta đồ ăn, rồi giúp đỡ, rồi đủ thứ vậy, tiền ở đâu vậy? Tức là người ta không biết rượu đến từ đâu, người ta không biết tiền đến từ đâu, nhưng kẻ coi tiền là biết nó đến từ đâu. Và còn cô Tuyến là sẽ biết nó đến từ đâu. Cho nên cảm ơn Chúa, hôm qua trên xe hơi vợ chồng tôi nói chuyện là cảm ơn Chúa ở Thánh Salon này chả có ai được gọi là trung tâm cả, chả có đại gia nào ở đây cả, nhưng mà tất cả đều là Chúa dùng người này trong thời điểm này, Chúa dùng người kia trong thời điểm kia, lúc Chúa dùng người nọ giúp lúc Chúa dùng người kia. Cho nên không có ai kể lễ, không ai khoe khoang, tất cả đều dâng vinh dĩ cho Đức Chúa Trời. Có người kêu thầy Phú ra hỏi một nghe nói họ thích Salon chuẩn bị mua đất xây dựng căn nhà thờ 1000 cái ngôi à? Ơi rồi hỏi tiền ở đâu? Không biết tiền. Thật sự bây giờ hỏi tiền ở đâu để mình xây cái nhà thờ 1000 ghế ngồi, mình không biết thiệt đó nha. 1000 ghế ngồi nhưng mà Chúa cho. Quý vị có tin vào điều đó không? Đúng thời điểm, đúng thời điểm Chúa sẽ cho. Wow, có người phải không, không sao tôi thấy nguyên cái hè này mấy con của ông đi liên tục vậy. Tôi thấy nó đi Indo nè, nó đi đâu Đà Lạt nè, nó đi Mũi Né, đi Vũng Tàu, đi tùm lum tà la, chắc tiền ở đâu dữ lắm ha, bầu dữ lắm chứ. Ai cho vậy? Ai cho ta? Giờ là phải ai cho ta? Không biết, nhưng mà cứ có chương trình là lại có gì. Amen. Chúng mình đi Đà Lạt nữa. Lên chương trình. Anh chị em ơi, chúng ta biết rằng kẻ đem nước ra, nước đã biến thành rượu, có nghĩa là cái gì đó mà nó lạc lẽo, nó không mùi vậy, nó chỉ là bình thường, nhưng mà vào trong tay của Chúa nó trở thành đậm vị, chất lượng và phước hạnh anh chị em. Cái gì đó người ta xem nó là nước lã, nước lỏng, nó bình thường, nhưng vào trong tay của Chúa nó trở thành một chất mà không thể thiếu trong những buổi tiệc quan trọng anh chị em. Chúa có thể làm một con người bình thường đang có mặt ở đây sẽ kinh nghiệm cái điều lạ lùng từ nơi Chúa. Và cảm ơn Chúa,
Và chúng ta đến câu số 10 là chúng ta dừng tại đây. Và nói rằng mọi người đều đãi rượu ngon trước. Sau khi người ta uống xỉn rồi á, sang là Nga rồi á, thì nó đem rượu vừa ra rồi, tới rồi dỗ mà lúc xỉn là đưa nước chỉ uống được á. Còn ngươi á, còn giữ rượu ngon cho đến bây giờ. Hãy lắc người bên cạnh rồi, rượu càng sao thì còn ngon. Rượu càng sao á, càng về sau càng ngon. Phước hạnh càng về sau càng phước hạnh nè. Càng về sau quý vị sẽ kinh nghiệm chúng ta tươi mới hơn nữa. Một ngày kia thì đang cắm trại ở ngoài biển. Sau khi 3 ngày 8 đội thi đua một cách mạnh mẽ bên người, wow, cái tới giờ phát thưởng, cái người đứng lên phát thưởng là bây giờ chúng ta sẽ chào đón những đội được thưởng. Những đội sau đây sẽ được đọc tên. Đọc tên nè, 5 đội. Ô, 5 đội mừng vỗ tay. À, tao có quà rồi, em có quà. Nhưng mà 5 đội đó là 5 đội khuyến khích. Còn 3 đồng còn lại không có tên, nó là đồng 3 đồng quan trọng. Cuối cùng là gì? Người hãy nghe đội tiếp theo đọc tên đội đó, vỗ tay mừng quá, đứng thứ 3. Cái đội thứ 2, cái người cuối cùng là vua rượu. Rượu càng sáo càng ngon. Amen. Càng sao chúng ta sẽ kinh nghiệm Chúa càng vĩ đại hơn nữa. Chúng ta đang ở trong thời kỳ sau rốt này. Đây là thời kỳ đầy quyền năng, thời kỳ đầy phước hạnh. Chưa có thời kỳ nào người, những người sống trên thế giới mà được phước giống như thời kỳ chúng ta đang sống. Thời kỳ mà ngày xưa người ta muốn nhắn tin, người ta mới cột vô con chim bồ câu bay cả tháng ra tới một miền Bắc. Cái thời kỳ mà người ta phải nói muốn viết một lá thư, viết một lá thư gửi bưu điện đi, nhiều lúc đi lậu địa chỉ. Còn thời kỳ của chúng ta muốn có một tin tức qua tới bên Mỹ, chỉ cần một phút bên kia nhận được tin rồi. 30 giây. Cái thời kỳ của người ta là người ta mới ngồi đất té tôi tư tạc. Thời kỳ này chúng ta được ngồi trong máy lạnh rồi. Thời kỳ trước là người ta nhốt xong người ta đói meo rau. Thời kỳ thì nhốt xong chuẩn bị có xôi sầu riêng để mà ăn. 4 giờ sáng dậy nấu mấy thùng xôi sầu riêng làm hoàng cho chị em. Và cảm ơn Chúa, cái thời kỳ này phải đến ăn xôi sầu riêng. Mà không phải là nếu mà mình bước đường hồi xưa rồi ăn xôi sầu riêng chung với heo quay, vịt quay mới lạ nữa. Ngộ quá à. Ngọt phải ăn, mới ngọt cái này ngọt lắm mà. Nó xôi sầu riêng nó ngộ vậy. Thời kỳ nó khác đời rồi. Khác đời rồi. Nó có một cái gì đó là gọi là vui vẻ phước hạnh là được rồi. Cảm ơn Chúa. Vui là được rồi. Cảm ơn Chúa, mẹ miễn ba vui là được rồi. Ba không bao giờ lạ đâu mẹ, ba vui là ba được rồi. Cho nên cảm ơn Chúa, Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm thời kỳ này, chúng ta sẽ kinh nghiệm điều lớn lao phước hạnh từ nay ngày. Tóm lại buổi sáng nay tôi muốn nói chị em rằng hãy mời Chúa tham dự trong mọi công ăn việc làm cuộc sống, đặc biệt là trong hôn nhân của chúng ta. Hãy mời Chúa. Thứ hai là chúng ta cần phải kiên nhẫn chờ đợi để ý của Chúa hay cái giờ của Chúa được khẳng định. Amen. Cái thứ ba tôi muốn học câu chuyện đó là gì? Phép lạ của Chúa xảy ra cho những kẻ nào vâng lời Ngài. Chúng ta đứng lên và chúng ta cầu nguyện ngay trong giờ này. Chúng ta đứng lên và cầu nguyện ngay trong giờ này. Chúng ta hãy cầu nguyện ngay trong giờ này. Hallelujah. Mọi người chúng ta hãy đứng lên hướng về Chúa và cầu nguyện. Hallelujah. Oh hallelujah, trong danh Jesus Christ. Hallelujah. Còn các bạn thanh niên lên hát bài Yahweh với tôi. Hallelujah. Rapha chữa lành chi rê tiếp trợ. Mời các bạn thanh niên lên hát chung bài này. Hallelujah, trong danh Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah, cảm ơn Ngài. Hallelujah, ngợi khen Chúa của chúng con. Hallelujah, cảm ơn Chúa Jesus, cảm ơn Ngài. Hallelujah. Oh Yahweh, Yahweh là danh của Đức Sư Hồ Hòa. Ngài đã tiếp trợ, Ngài đã tiếp trợ, Ngài đã chữa lành, Ngài đã chu cấp, Ngài đã làm ơn. Oh hallelujah, Ngài đã ở đó, Ngài đã căn giữ. Hallelujah. Hãy cảm ơn Chúa ngay trong giờ này. Hallelujah. Oh cảm ơn Ngài Chúa Giêsu, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Giêsu vì lời của Ngài buổi sáng nay cho chúng con biết thời điểm của Chúa là quan trọng. Hallelujah. Có thời điểm của Chúa là quan trọng. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Ở trong danh Chúa Giêsu Christ, nếu nó chậm ngươi hãy đợi. À, nếu nó chậm ngươi hãy đợi. Chương trình của Chúa là tốt lành. Nếu có chậm ngươi hãy đợi. Hallelujah. Hãy chờ đợi trong ý muốn của Chúa. Hãy chờ đợi trong thời điểm của Ngài. Hãy chờ đợi để đường lối của Chúa được thực hiện. Hãy chờ đợi. Hallelujah. Oh, hallelujah, trong danh Chúa Giêsu. Chúa ơi, hallelujah. Hallelujah, trong danh Chúa Giêsu. Chúa ơi, cảm ơn Chúa Giêsu. Thank you.
mời ngài làm chủ cuộc đời của con, xin Chúa đến dẫn dắt cuộc đời con, tương lai của con, gia đình của con, sự hầu vì Chúa của con theo thánh ý tốt lành của ngài. Xin ngài tha thứ những cái sự kiêu ngạo, những cái sự chánh mãn ra khỏi đời sống con. Con cảm ơn Chúa hãy giúp cho con từ việc lớn cho đến việc nhỏ, con đều nhờ cậy nơi ngài. Con cảm ơn Chúa, xin Chúa giúp cho con kiên nhẫn chờ đợi đúng thời điểm của ngài. Con tin chắc rằng Chúa có thời điểm tốt lành cho đời sống của con. Qua bài học này, con quyết định không chạy trước ý Chúa, không làm theo ý riêng mà đầu phục ngài, chờ đợi để chương trình của ngài được thực hiện trong cuộc đời của con. Con biết ơn Chúa, con cảm ơn ngài vì bất cứ người nào nghe lời ngài, vâng lời ngài, thực hiện theo lời ngài đều kinh nghiệm phép lạ, đều kinh nghiệm phước hạnh. Con cảm tạ Chúa, con khao khát con và gia đình con vâng lời Chúa, không nhan bướng, không cãi ý Chúa, không nổi loạn, không theo ý riêng mà đầu phục ý chỉ của ngài. Con biết ơn Chúa, ngay giờ này con đưa đôi tay đức tin con ra để kinh nghiệm sự chu cấp, sự chữa lành, sự tiếp trợ, sự dẫn dắt, sự sức giàu của Chúa Thánh Linh trên đời sống của con. Con biết ơn Chúa, con công bố con sẽ thành công trong ý muốn của ngài. Con biết ơn Cha, thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.